chicken farm. Hôm nay luôn biết đi này sẽ xin lỗi bỏ ông nhân em. Đó chính là ông không dâu của anh Việt Mộ Bài và anh Tùng Seco nha các bạn. Vừa qua mình đã solo với bài đó và mình rất là buồn anh em ạ. Mình đã solo với bà anh đó, mình không xử đó không có thật nha anh em ạ. Mình đã đánh thường thôi, mình không biết là mình đã solo với ba anh em anh đó, mình rất là buồn và mình định xóa ba video mà bạn nào đã ăn cắp video của mình đã đăng lên và mình không thể nào xóa được, mình rất là buồn. Và hôm nay mình sẽ xin lỗi các bạn. Mình mong bạn các bạn đây là chia sẻ clip nha anh em. Mình mong anh Việt một bài anh Tục Thị Cô và các bạn hãy tha thứ cho mình. Thôi, xin chào các bạn.